Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nhận biết những dấu hiệu của đột quỵ não Như mọi người đều biết thì đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay Và theo thống kê thì mỗi năm có khoảng 1 triệu người tử vong vì căn bệnh này Vậy những dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết căn bệnh đột quỵ não? Thì dưới đây sẽ là những dấu hiệu để chúng ta nhận biết căn bệnh này. 1. Mờ mắt Mờ mắt là khi chúng ta nhìn mờ thóa hai hay là thị lực của chúng ta giảm dần đi hoặc chúng ta nhìn tất cả mọi thứ đều không rõ mà rất mờ. Khi mở mắt thì nhiều người thường cho rằng đây là do sự ảnh hưởng của sức khỏe, chúng ta bị mệt mỏi hay do sự ảnh hưởng của tuổi tác. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Khi chúng ta bị mờ mắt là do một mạch máu bị tắc nghẽn, có thể làm giảm lượng oxy đến mắt, gây ra các vấn đề về thị lực. Đôi khi mờ mắt không đi kèm với dấu hiệu đột quỵ nào khác. 2. Tê tay, tê chân. Nếu như bạn thức dậy sau một giấc ngủ trưa và bất ngờ bạn thấy chân tay của mình bị tê thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là do dây thần kinh của chúng ta bị chèn ép gây ra việc chân tay của chúng ta bị tê trên thực tế là do lưu lượng máu qua các động mạch chạy dọc cột sống lên đầu bị giảm gây ra tê hoặc yếu ở một bên của cơ thể đây cũng là một trong những dấu hiệu của việc bị đột quỵ não dấu hiệu thứ ba nói ngọng bất thường nếu như bỗng nhiên bạn khó mở miệng miệng lưỡi của bạn bị cứng lại tê đi bạn không thể nói được thành lời hay rất khó để nói thành lời thì Kiều Anh nghĩ rằng ngay lúc này bạn nên tìm sự trợ giúp bởi đây chính là một trong những biểu hiện nổi bật của việc đột quỵ não. Thứ tư, xây sầm mặt mày, chóng mặt. Đây chính là biểu hiện của đột quỵ não bởi lưu lượng máu đến não của bạn bị giảm sút đi. Nếu như bạn đang đi mà bị vấp ngã hay cơ thể của bạn tê cứng và khó đứng dậy thì ngay lúc này thì bạn cũng nên gọi cấp cứu bởi đây chính là một trong những biểu hiện nổi bật của việc bị đột quỵ não. Biểu hiện thứ năm mất ý thức. Mất ý thức là khi gặp khó khăn trong việc suy nghĩ ra đúng từ để nói, không thể diễn đạt được ý tưởng, cảm giác mơ hồ. Mất nhận thức đột ngột là dấu hiệu phổ biến của đột quỵ. Trong một số trường hợp, bệnh nhân đột quỵ không thể nhận thức được có điều gì bất ổn. Đó là do một phần của bộ não không hoạt động tốt, làm suy yếu nhận thức và khả năng suy nghĩ của bệnh nhân đột quỵ. 6 dấu hiệu đau nửa đầu. Đây sẽ chỉ là một cơn đau bình thường đối với những người mắc phải căn bệnh này. Nhưng nếu như bạn không phải là người mắc phải căn bệnh đau nửa đầu thì đó có thể là dấu hiệu của căn bệnh đột quỵ. Trong cơn đột quỵ, lưu lượng máu đến não bị chặn hoặc bị cắt đứt do sự tắc nghẽn mạch máu. Từ đó có thể gây ra những tổn thương dẫn đến một cơn đau nửa đầu đột ngột hoặc đau cả vùng đầu. Trong mỗi phút của một cơn đột quỵ, não bị mất đi khoảng 1,9 triệu tế bào nếu như chúng ta bị đột quỵ não mà không được cấp cứu kịp thời thì những biến chứng về sau càng khó khăn hơn đồng thời với việc chúng ta sẽ bị mắc các di chứng về sau như là khó nói khó di chuyển thậm chí là không nhận thức được hành vi của mình chính vì vậy bên cạnh việc điều trị thì phòng chống đột quỵ não cũng là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay và bên cạnh việc chúng ta cần phải duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh cũng như là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng để hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh đột quỵ não cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Và nếu như bạn đang thắc mắc chưa biết nên dùng sản phẩm gì để phòng chống căn bệnh này hay bạn đã và đang có những dấu hiệu như Kiều Anh vừa kể trên thì hãy sử dụng sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn tổ yến đến từ Hàn Quốc bởi đây là một trong những sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường hiện nay bởi những công dụng mà nó mang lại cho người dùng. An Cung Ngư Hoàng Hoàn Tổ Yến không chỉ là một trong những sản phẩm giúp hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh đột quỵ não mà còn là một trong những sản phẩm hỗ trợ điều trị những di chứng về sau. Ở những di chứng có thể như là khó nói, nói ngọng, khó di chuyển, tê bì chân tay hay một vài di chứng khác đều có thể được hỗ trợ điều trị chỉ với sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Tổ Yến đến từ Hàn Quốc. Nếu như các bạn thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu thì có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 h là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn. Hoặc bạn có thể truy cập vào đường link mô tả ngay dưới video này vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết dấu hiệu của căn bệnh đột quỵ não cũng như cách chúng ta cần phải ăn uống, duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao cũng như là sử dụng thực phẩm đúng cách, sử dụng những sản phẩm đúng với sức khỏe của mình để ngăn chặn được căn bệnh này. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.